Nếu mà đập Tam Hiệp vỡ thì Việt Nam có bị ảnh hưởng gì hay không? Đó là câu hỏi rất nhiều người quan tâm. Siêu công trình đập thủy điện này của Trung Quốc được bảo vệ ra sao? Và Việt Nam ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Đó sẽ là chủ đề của câu chuyện ngày hôm nay. Đập Tam Hiệp nằm trên sông Dương Tử của Trung Quốc. Đây không chỉ là một công trình thủy điện khổng lồ, mà còn là một kỳ quan nhân tạo. Nó được khởi công xây dựng vào năm 1994 và hoàn thành vào năm 2012. Đập Tam Hiệp đã làm thay đổi hoàn toàn cảnh quan và cuộc sống của hàng triệu người, nếu như không muốn nói là hàng chục hoặc hàng trăm triệu người. Hãy cùng khám phá những con số ấn tượng về đập Tam Hiệp. Với chiều dài là 2.335m, đập Tam Hiệp có thể so sánh với việc bạn đi bộ từ bờ bên này của sông Hồng đến bờ bên kia của sông Hồng mà vẫn còn dư ra một đoạn. Đập này cũng có chiều cao đến 185m, tương đương với chiều cao của một tòa nhà 60 tầng. Nếu mà đứng dưới chân đập và ngước nhìn lên, bạn sẽ thấy mình đang nhìn lên một ngọn núi nhân tạo khổng lồ. Diện tích hồ chứa nước của đập Tam Hiệp cũng siêu lớn. Hồ chứa của đập Tam Hiệp có diện tích lên đến 1.084 km². Và hồ chứa này cũng có dung tích siêu to khổng lồ, với khả năng chứa 39,3 tỷ mét khối nước, đủ để làm ngập cả thủ đô Paris của nước Pháp dưới một lớp nước sâu gần 375 mét. Tất cả những sự kỳ vĩ đó phục vụ cho công tác sản xuất điện của đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp có công suất là 22.500 MW, tương đương với công suất của 20 nhà máy điện hạt nhân cộng lại. Và đập này sản xuất khoảng 100 TW điện mỗi năm, đủ để cung cấp điện cho toàn bộ nước Anh trong vòng một tháng. Ngoài khả năng sản xuất điện, đập Tam Hiệp được xây dựng để kiểm soát lũ lụt. Nó có khả năng điều tiết lũ lụt theo hạ lưu của sông Dương Tử, bảo vệ hàng chục triệu người sống ven sông. Trước khi có đập, sông Dương Tử thường xuyên xảy ra lũ lụt nghiêm trọng và người dân thì luôn lo lắng mỗi mùa nước lên. Hệ thống âu tàu hiện đại của đập Tam Hiệp cũng cho phép các tàu thuyền lớn vượt qua đập một cách dễ dàng. Tưởng tượng rằng trước đây, các tàu thuyền giống như phải vượt qua một bức tường khổng lồ của thác Gành, nhưng giờ đây chúng có thể đi lại tự do trên một đại lộ rộng lớn. Tất nhiên, để xây dựng một con đập như vậy thì có không ít những tranh cãi liên quan đến độ bền của nó và liệu nó chống chịu được những sức chịu đựng như thế nào của con người và của thiên nhiên. Cũng đã có hơn 1 triệu người phải di rời để nhường chỗ cho đập Tam Hiệp, tạo ra một cuộc di cư khổng lồ. Nếu so sánh, đó là toàn bộ dân số của thành phố Đà Nẵng di chuyển cùng một lúc. Mỗi khi làm một điều gì đó lớn lao thì người ta luôn nghĩ đến hậu quả và người Trung Quốc cũng đã tính toán đến những hậu quả có thể xảy đến nếu đập thủy điện của họ bị vỡ. Có một bài học, một ví dụ nhãn tiền vào năm 1975 mà người Trung Quốc không quên được. Đó là sự cố vỡ đập Bản Kiều ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Đây được coi là thảm họa đập nghiêm trọng nhất thế giới. Một cơn bão lớn đã xảy ra, kèm theo mưa to trong nhiều ngày. Nó đã vượt quá khả năng xả lũ của đập. Khi đập Bản Kiều và nhiều đập lân cận khác bị vỡ, một lượng nước khổng lồ đã tràn ra, gây lũ lụt trên diện rộng và làm thiệt mạng khoảng 171.000 người, đồng thời làm 11 triệu người mất nhà cửa. Đó chỉ là một con đập Bản Kiều có thể nói là tương đối vô danh ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc nếu mà so sánh với những con đập khác trên thế giới. Còn đập Tam Hiệp, siêu đập của thế giới, nó có thực sự an toàn hay không? Đương nhiên, khi xây dựng, người ta đã tính toán đến những chi tiết này rồi. Đập Tam Hiệp đã được thiết kế với tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất, sử dụng hơn 27,2 triệu mét khối bê tông và 463.000 tấn thép, tương đương với lượng thép dùng để xây dựng 63 chiếc tháp Eiffel tại nước Pháp. Đập cũng được thiết kế để chịu đựng được những trận động đất siêu lớn, bởi vì Trung Quốc nằm trong khu vực có nguy cơ địa chấn lớn, và mặc dù đập Tam Hiệp có thể chịu đựng được động đất mạnh, nhưng một trận động đất có cường độ lớn hoặc liên tục có thể gây ra những thiệt hại không lường. Ví dụ, trận động đất tại Tứ Xuyên vào năm 2008 với cường độ 7,9 độ Richter đã khiến hơn 87.000 người thiệt mạng và mất tích, cho thấy mức độ nguy hiểm của các trận động đất trong khu vực. Và bởi vậy nên, các kỹ sư của Trung Quốc đã phải tính toán rất kỹ vị trí để xây dựng đập Tam Hiệp. Tam Hiệp được xây dựng để kiểm soát lũ lụt, nhưng trong những năm gần đây, tình trạng biến đổi khí hậu đã làm gia tăng tần suất và cường độ của những trận mưa lớn. Đó cũng sẽ là thêm một mối đe dọa nữa với Tam Hiệp. Ví dụ, năm 2020, mực nước của hồ chứa đã vượt mức cảnh báo, đạt đến 165,6 mét, gần bằng chiều cao tối đa cho phép là 175 mét. Nếu mà mực nước khi đó tiếp tục dâng cao, nguy cơ vỡ đập cũng sẽ trở nên hiện hữu.
Nhưng người Trung Quốc thì cũng có tầm nhìn xa trông rộng của mình. Bởi vì trận lụt lớn nhất từng được ghi nhận của Trung Quốc trong 2.500 năm qua, thời mà người ta bắt đầu ghi sử, diễn ra vào năm 1870 với dòng chảy cực đại lên đến 105.000 mét khối mỗi giây. Đập Tam Hiệp thì được thiết kế để chịu đựng được dòng chảy mạnh hơn nhiều, 124.000 mét khối mỗi giây. Do tiêu chuẩn an toàn của đập Tam Hiệp được thiết kế để chống lại những trận lũ lụt nghìn năm, nếu như không muốn nói là 2-3.000 năm có được, cộng thêm khoảng 10% nữa, nên ngay cả khi dưới sức công phá của lưu lượng đỉnh lũ, con đập vẫn an toàn. Và trong trường hợp xấu nhất thì đập Tam Hiệp có hơn 20 cửa xả tràn và cũng hơn 20 cửa xả đáy để xả lũ hiệu quả vững chắc. Nó cũng có thể chống chịu được những cuộc ném bom quy mô lớn. Đây là con đập được thiết kế để chống bom tối đa và chắc chắn sẽ không bị phá vỡ. Để có được những thành tựu như vậy thì các kỹ sư của Trung Quốc đã phải tính toán cách để bảo vệ đập Tam Hiệp. Cụ thể, hơn 12.000 cảm biến áp lực được lắp đặt bên trong đập để giám sát mức áp lực nước trong hồ chứa và các khoang khác nhau của đập. Các cảm biến này sẽ gửi dữ liệu liên tục đến trung tâm điều khiển để theo dõi tình trạng an toàn của con đập Tam Hiệp. Cùng với đó, thêm 2.000 cảm biến chuyển động được đặt trong và xung quanh đập phát hiện bất kỳ sự dịch chuyển hoặc biến dạng nào của cấu trúc đập Tam Hiệp. Điều này giúp ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ có thể dẫn đến sự cố. Ngoài ra, một mạng lưới các trạm địa chất được đặt quanh đập để theo dõi hoạt động địa chấn. Hệ thống này có thể phát hiện và đo lường các rung chấn nhỏ nhất, giúp cảnh báo sớm về nguy cơ động đất. Đó là về máy móc, còn về con người, thì mỗi ngày một đội ngũ kỹ sư và chuyên gia gồm khoảng 300 người sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra trên toàn bộ thân đập. Họ kiểm tra các hệ thống cơ khí, điện và các cấu trúc khác nhau để đảm bảo tất cả đều hoạt động bình thường. Đập này cũng được bảo trì định kỳ mỗi năm một lần, trong đó máy móc, thiết bị và cấu trúc đập được kiểm tra kỹ lưỡng và sửa chữa nếu cần. Công tác này sẽ kéo dài khoảng 30 ngày và yêu cầu sự tham gia của hơn 1.000 kỹ sư và công nhân. Một trung tâm điều khiển khẩn cấp cũng được xây dựng ngay tại chính đập Tam Hiệp, nơi các chuyên gia có thể giám sát và điều phối các hoạt động ứng phó trong trường hợp sự cố xảy ra. Trung tâm này được trang bị các hệ thống liên lạc và giám sát tiên tiến nhất. Nhưng nói gì thì nói, trong trường hợp xấu nhất, chẳng may có điều gì đó xảy ra, thì đúng là không biết đường nào mà lần. Nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, ảnh hưởng với người dân Trung Quốc như thế nào, các bạn có thể tìm kiếm một câu chuyện tương tự đã được làm trên kênh Hải Thanh Story. Còn ảnh hưởng với Việt Nam thì sao? Do vị trí địa lý, đập Tam Hiệp nằm cách xa Việt Nam khoảng hơn 2.000 km về phía Bắc. Sông Dương Tử thì cũng không chảy qua Việt Nam. Vì vậy, dòng chảy trực tiếp từ đập sẽ không ảnh hưởng đến các con sông hay là hồ chứa tại Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam ta vẫn bị ảnh hưởng và đó là những tác động gián tiếp. Hãy hình dung, Trung Quốc chính là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại song song đạt đến hơn 160 tỷ đô la Mỹ. Một sự cố tại đập Tam Hiệp có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu giữa hai nước. Hay nếu xảy ra ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, các hiện tượng khí hậu và môi trường có thể lan rộng, ảnh hưởng gián tiếp đến Việt Nam. Hay thậm chí, một sự cố lớn tại đập Tam Hiệp có thể dẫn đến thảm họa nhân đạo với hàng triệu người phải di rời. Nếu có một cuộc di cư lớn từ các khu vực bị ảnh hưởng, Việt Nam và các quốc gia lân cận có thể cũng ít nhiều phải đối mặt với áp lực về hỗ trợ nhân đạo và giải quyết những vấn đề liên quan. Đập Tam Hiệp như vậy là sẽ có ảnh hưởng đến Việt Nam nếu chẳng may nó bị vỡ, nhưng ảnh hưởng là ảnh hưởng gián tiếp mà thôi. Còn trong lịch sử cũng đã có một số ảnh hưởng trực tiếp từ những sự cố đập thủy điện của Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia có nhiều đập thủy điện lớn, nằm trên các dòng sông chảy vào khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam chúng ta. Một số sự cố và vấn đề liên quan đến thủy điện Trung Quốc đã ảnh hưởng đến Việt Nam, chủ yếu là ở khu vực biên giới phía Bắc, nơi các con sông lớn như là sông Hồng và sông Đà chảy từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ví dụ như sự cố thủy điện ở Lào Cai, đó là vào tháng 8 năm 2008. Một loạt sự cố thủy điện đã xảy ra ở thượng nguồn của sông Hồng phía Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực biên giới của Việt Nam. Thủy điện của Trung Quốc đã xả lũ đột ngột, khiến mực nước sông Hồng dâng cao nhanh chóng. Lũ lụt đã làm ngập úng nhiều khu vực ở Lào Cai, gây thiệt hại lớn về tài sản và cơ sở hạ tầng. Nhà cửa, đường xá và đất nông nghiệp đã bị ảnh hưởng, hàng nghìn người dân cũng phải chịu thiệt hại. Hay vào tháng 9 năm 2017, các đập thủy điện tại Quảng Tây Trung Quốc đã xả lũ đột ngột mà không thông báo trước cho Việt Nam. Sự việc này đã làm gia tăng mực nước ở các con sông chảy vào Việt Nam, đặc biệt là khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn. Và có những ảnh hưởng còn lớn hơn nữa, đó là các đập thủy điện lớn trên sông Mekong, hay đúng hơn là hệ thống thủy điện trên sông Mekong của Trung Quốc.
nó đã gây ra nhiều tranh cãi về việc quản lý dòng chảy và ảnh hưởng đến khu vực hạ lưu, trong đó có Việt Nam, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long của nước ta những năm gần đây liên tiếp trải qua những đợt hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng. Đây là những yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa và trái cây, thiệt hại rất nhiều về kinh tế. Hàng triệu người dân bị ảnh hưởng, mất nguồn thu nhập và gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Tổng kết lại, các sự cố thủy điện ở Trung Quốc đã từng gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến Việt Nam, chủ yếu là các tỉnh biên giới phía Bắc và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Còn với đập Tam Hiệp thì người Việt Nam chúng ta có thể an tâm, bởi vì đập này sẽ chỉ ảnh hưởng đến Trung Quốc, do dòng sông xây dựng con đập thì không hướng về phía Việt Nam. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này với Hải Thanh Story. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới, đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.